chồng, ôi giời ơi. Khâm Thiên đại tá 7 rồi. Ôi giời, xích quá, xích quá, xích quá, xích quá các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Đại Tá 7. Hôm nay là mấy anh em đang rảnh rỗi thì mình có con nữ sinh chú Đức Môn đàn con số 1 của sư phụ. Thì hôm qua thì sư phụ đã tặng cho mình một con Đức Môn con giống tôm. Hôm nay anh em mình sẽ phải chơi nhé. Mọi người nghe tiếng khi mà người đến với chú cún rất là háo hức kìa. Mọi người này trời trông thích chưa? Đấy. Cho mọi người xem. Úi giời ơi, ôi ôi vỡ tỏ rồi các bạn ơi. Ôi ôi. Một lũ đàn con. Mọi người ơi. Mọi người thấy thích không? Úi giời ơi. Khâm Thiên đại tá 7 rồi. Ôi ôi giời, xích quá, xích quá, xích quá, xích quá các bạn ơi. Thạch ơi, Thạch ơi, Thạch ơi, Thạch ơi. Ôi ôi. Ôi các bạn ơi, nó ôm chặt lấy mình rồi. Các bạn được ra chơi đúng rồi. Ôi sướng chưa? Mọi người nhìn thấy vui chưa? Ôi giời ơi, hấp điêm đại tá 7 rồi mọi người nhá. Đâu đại tá 7 đâu? Các bạn ơi, đây đại tá 7 đây. Mọi người ơi, đây là đại tá 7 nhá. Mình vẫn chưa đặt tên được cho bạn ấy các bạn. Thì các bạn nào xem mà thấy có cái tên nào hay thì hãy bình luận ở dưới video để cho đại tá 7 có thể đặt những cái tên hay và ý nghĩa nhất. Đấy, để cho đấy, con này nó leo lên này. Nó leo này. Mọi người nhá. Bốn chân đẹp hoang trắng nhá. Đấy mọi người nhá. Chó huyền đẹp hoang trắng nhá. Tứ túc mai hoa nhưng mà tứ túc mai hoa thì đàn sắm con có một bạn tên là như thế đâu. Các bạn bảo đàn là mắt nhưng mà mắt đây. Con này nó là con mắt mà chị Vi đi đặt tên cho này. Mắt. Thế tiện này hôm nay này mình sẽ dẫn là bạn bun con này ra thăm mộ của bạn ấy. Mời mọi người ra nhé. Thôi cho các bạn này ở đây. Giờ các bạn này ở đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ông tướng đâu rồi? Ông tướng đây, ông tướng người đít. Ông tướng ăn to béo nhất đây. Ông tướng. Đây là ông tướng Vlog 87 nhá mọi người nhá. Ui giời ơi. Đây còn đây ông Thạch đây. Ông Thạch Vlog đây. Ông Thạch con này thôi. Mình ăn ít thôi để mình đỡ bị gút các bạn nhá. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Liệu có di chuyển sang không? Có. Thạch Vlog ơi, Thạch Vlog ơi, xin chào Thạch Vlog nha, Thạch Vlog chào tất cả mọi người nha. Mọi người ạ, đấy Thạch Vlog có một mình Thạch Vlog là một màu vàng thôi, còn đâu tất cả các bạn này gần như là màu nâu với màu trắng. Màu... Nào. Đấy bây giờ anh em mình cho Bun con ra thăm mộ bố nhỉ, ra tâm sự với bố nhỉ. Mọi người ạ, đây là đàn Bun cuối cùng của Beat Bun nhá mọi người nhá. Beat Bun lớn nhá. Đây là đàn con cuối cùng. Lứa cuối cùng đây. Là được 11 con. Thì nhà chủ sư phụ đã mua lại, nhà chủ đã để lại 2 con để nuôi. Còn nó bán lại cho sư phụ là 9 con. Đấy thì sư phụ cũng tặng cho một số anh em. Đấy. Mọi người ạ. Nào, nào. Anh em mình ra. Có bạn Trần Thạch này có ra luôn không? Bạn Trần Thạch ra chơi à? Cho bạn Trần Thạch ra chơi đi nhá. Mọi người nhá, Trần Thạch cũng ra chơi nhá. Ê, mời mọi người đi ra thăm mộ bố. Mời bạn Bun này ra thăm mộ bố nhá. Ôi ôi, bây giờ cả đàn nói ra cơ. Cả đàn nói ra cơ. Giờ xử lý sao bây giờ? Sinh ơi, Sinh ơi. Sinh ơi, hộ anh với. Sinh ơi, cứu Sinh ơi. Nhanh. Cho mấy bạn nó vào. Cho các bạn đi vào. Cho các bạn đi vào. Các bạn mọi người nhá, bây giờ thì có mấy nhà mình xa sợ nó lạnh thì bây giờ cứ cho này các bạn ấy cứ đòi ra thôi. Xinh đi vào trong, xinh đi vào trong là đại đi ra ngoài, đại mấy con kia ấy ra ngoài. Xinh đi vào trong để gọi thì nó sẽ theo. À không, đại cứ đi ra nhanh đi. Mọi người nhá. Anh em rất là rối luôn rồi, mấy chú con này cũng muốn ra thăm mộ bố nhá mọi người nhá. Nào, mộ của Bun và Gào ở ngay sông gần nhà sư phụ mọi người nhá. Hello, tớ cũng ra thăm bố của tớ đây. Bố của tớ ở ngoài đây.
bạn một cái mộ của Big Bull bố thì là ngay sát nhà. Đây. Mọi người nhá, mong cho những chú bull con sau này lớn lên cũng sẽ có được những cái kỹ năng của bull bố. Đấy thì như mọi người cũng đã biết, bull bố săn cũng rất giỏi và bơi cũng rất là giỏi luôn. Đấy, có thể săn trên bờ, dưới nước đều rất là lên rừng xuống biển. Nào, hôm nay cho Thạch với Đại 87 ra thăm bull của Thạch với lại bull của Đại 87 ra đây thăm mộ bố Bít Bun và mộ của gà. Đấy mọi người ạ. Anh thấy đấy, nó người có tình cảm gì đúng không? Có sự thân thiết đúng không? Tôm ơi, Tôm ra chơi với em nào Tôm ơi. Tôm ơi. Mọi người ơi, Tôm đây là cùng cha khác mẹ nhá. Đúng rồi, hôm nay buồn đời rồi. Hơi lắng rồi. Tôm là cùng cha khác mẹ với lại mấy em này. Đứa trước nhân tiện cái video này thì mình có một đôi lời tâm sự là mình muốn gửi lời cảm ơn đến sư phụ cũng như là chị Tường Vi trong thời gian vừa qua khi mình mới vào làm và được sự ưu tiên đầu tiên và cũng như sự quan tâm của anh chị đã tặng cho mình một chú bull con đầu tiên của của đàn pitbull bố. Là người được ưu tiên nhất trong trong tất cả anh em. Đấy là được tặng đầu tiên nhé mọi người nhá. Mình cũng đang hóng đây. Đang xiếm phần đây. Không có lời nào mà diễn tả rồi là hôm qua cứ ngồi trực ở cái chuồng bun đó mọi người ạ. Anh em mình xem mà không buồn cười quá. Cứ tưởng hắn ấy làm cái gì cơ, hóa ra là hắn chờ ngồi đây, hắn ấy chờ. Hắn ấy tìm lấy bọn em. Rất là cute cung mây que. Lời cảm ơn rất nhiều và lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Tài và chị Tường Vi. Thì sau này hãy cố gắng và huấn luyện sao cho chú Bít Bun thành một thợ săn. Đấy. Trước bố là số 1, bây giờ con không được, con có thể số 2 cũng được. Thì bạn này bạn cái mà chắc thì có khả năng là nhu mì hơn. Có thể giống Tôm. Biết đâu cái nhưng mà vẫn máu đi săn thì cứ lẽo đẽo theo lít của Đại 87 thì cũng vẫn cứ săn thôi. Giống như bạn Tôm này, hy vọng là giống như bạn Tôm. Thì các bạn ạ, mong là các chú cún sau này lớn lên và khỏe mạnh thì anh em mình sẽ có thể là khi đi săn là nó có thêm những cái thành viên mới và có thể là mỗi anh em sẽ dẫn một chú Bít Bun đi bên cạnh của mình để hỗ trợ trong cái công việc đi săn và săn bắt thú rừng. Đấy thì nó cũng nhẹ nhàng hơn trong những cái công việc là đánh hơi và cũng như tìm những cái con thú và nó có thể bảo vệ được mình. Mọi người nhé. Hy vọng là sẽ nối giống của Pit Bull bố. Mọi người ạ, sau này khi mà những cái chú cún này mà chú bull này mà lớn lên thì trông cái đàn bull của nhà sư phụ thì nó rất là tuyệt vời luôn. Thì anh em mình sư phụ có tặng mỗi anh em một con nhưng mà anh em mình vẫn để ở đây để có thể đi săn cùng với đi cùng với một đàn cùng với đàn và có thể cùng đi săn để cho nó có những cái đội hình nó cực kỳ là khỏe mạnh luôn. Còn nó là nó vẫn còn bé mà chưa ấy được thì anh em mình cứ đàn ra này thôi. Sư phụ sẽ chăm sóc hộ xong rồi anh em mình chăm sóc. Kinh nghiệm của sư phụ để dạy dỗ các bạn này nó thành một thợ săn cực ngầu luôn. Đúng rồi mọi người ạ, thì thứ nhất là bây giờ những chú cún còn bé và thứ hai là anh em cũng ở đây và thứ ba là cũng là để cho sư phụ có thể truyền đạt lại những cái kinh nghiệm để là nuôi những cái chú cún làm sao để thành những cái thợ săn số 1 Việt Nam. Đấy mọi người ạ, thì tất cả các chú cún mà khi về qua cái tay của sự huấn luyện của sư phụ là rất là giỏi luôn, rất là ok luôn. Đấy là những cái chú cún sẽ thành những cái thợ săn cực kỳ là đẳng cấp, ngay như bạn Moon thôi. Đấy, bạn Moon trước là bạn học khóa bảo vệ nhưng mà đến lúc bây giờ là bạn cũng đã đi săn, bạn đã có thể săn bắt cắn được hổ mang rồi đi thì mà được những con Moon là bây giờ đang học cái khóa chuẩn bị sắp xong rồi. Thế là bạn Sù. Bạn Sù. Còn bạn Moon vừa rồi đi săn rúi một mới lại săn được cả hổ mang rồi đấy. Đúng rồi, em nhầm. Anh Đại ơi. Hey.
đại bế thạch đấy nhá. Con ve. Con ve à, bắt con ve nhá. Mọi người ạ. Kia là con mà con bun mà mình đã xía phần. Nhưng mà chưa được sư phụ công khai. Đấy thì hiện tại trong đàn bun đấy thì có mỗi một chú này là chú ấy màu vàng. Đấy cổ khoang trắng. Khác biệt nhất. Khác biệt nhất thì mình thì nói chung là mình thích chú này thôi. Mình rất thích chú này. Đấy còn đâu mình cũng không biết xem tướng xem tiếc cạnh các cái chú cún như thế nào. Này, bạn mọi người này. Đốm đuôi này. Đấy. Đốm đuôi. Đấy, mọi người trong đây mà chín chú mà ra đây thì như hôm vừa rồi các bạn thấy quậy rất là quậy, quậy tưng bừng luôn. Ui người hoa, ui thạch yêu đời đấy. Thạch yêu đời. Tới yêu hoa mà khét sự giả dối mà. Thì các bạn trong thời gian tới thì hy vọng là được sự ủng hộ của tất cả mọi người, có thể là giúp mình những cái tên nào hay nhất, ý nghĩa nhất để mình có thể đặt tên cho bạn bốn con này, cũng như là toàn, cũng như là mấy con của anh Thạch và anh Dưỡng thì cũng chưa là công khai đâu, nhưng mà mọi người hãy nghĩ trước hộ nhé, cho để ba cho anh ba anh em có thể đặt được cái tên hay nhất, ưng ý nhất để cho các bạn này thì lấy may. Thôi video của mình nên là kết thúc thì mình xin tạm dừng ở đây, thì mong mọi người ủng hộ cho mình và cũng như anh em trong team. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.